Câu chuyện Quang Trung, tác giả Hoa Bằng. Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Lê Đỗ, Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh, thả xích bắt sập. Người Thanh chợt đớp nước Nam, chứ yêu gì Lê, ghét gì Nguyễn, Tây Sơn. Giá bấy giờ không có vua Quang Trung thì nước ta sẽ ra sao? Vậy công giết Nghi Đống, đuổi Sĩ Nghị, quét 20 vạn quân Thanh, tranh giữ tự do và chủ quyền cho Đại Việt, thật chẳng kém Trần Phá Nguyên, Lê Đánh Minh thuở nào. Vả lại, muốn mạnh thế nước, rộng bản đồ, vua Quang Trung lại phải mài nanh, giũa vuốt, luyện tướng, rèn binh, định khôi phục lấy đất Lưỡng Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây. Giả như ngài thêm thọ, đừng vội ôm chí mà thác, thì nước Nam sẽ lại ra sao? Ôi, là người đồng thời mà ngang hàng với Napoleon đệ nhất, Quang Trung cũng có thiên tài về quân sự, cũng có thủ đoạn thần tốc trong việc hành binh, cũng có chí hăng hoài bão lớn. Vậy mà Napoleon được gửi nắm sương tàn trong đền Invalides để cho người đời sau viếng thăm ca tụng. Còn Quang Trung, sự nghiệp oanh liệt phải vùi sâu trong vực thẳm thời gian. Thời cục nước ta hồi cuối thế kỷ thứ 18, một mớ tơ rối đương phủ xã hội mục nát, một bầu không khí nặng nề đương dây bọc nhân dân nghẹt ngòi. Nguyên từ năm Quang Hưng thứ 16, 1593, nhờ sự giúp đỡ của Bình An Dương Trịnh Tùng, 1570-1623, vua Lê Thế Tông, 1573-1599, tuy khôi phục được Thăng Long, nhưng ngọn đèn trung hưng của Lê từ đó ngày một hắt hiu leo lét. Đến đời Hiển Tông 1740-1786, dầu gần cạn, bất hầu tàn, dân chúng bấy giờ âm thầm sống trong cơn lờ mờ hồi hộp. Ngoài Bắc Hà, từ hồi tháng 3 năm Kỷ Sửu, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 30, 1769, việc chúa tỉnh đô Trịnh Sâm 1767-1782 bắt giam Hoàng Thái Tử Lê Duy Vĩ đã làm xao xuyến tâm thần nhân dân. Hạng người bấy lâu vẫn ngấm ngầm ghi nhớ công ơn Bình Ngô của Lê Thái Tổ 1428-1433. Qua hai năm sau, cái chết của Duy Vĩ lại lấy được bao giọt nước mắt của mọi người ở phố phường chợ búa. Thái tử Duy Vĩ từ bé thông minh lanh lợi, đọc rộng kinh sử, ưu đãi và kính lễ sĩ phu, thần dân ai cũng ngưỡng mộ. Chúa Trịnh Doanh 1740-1767 rất quý trọng ông và đem trưởng nữ là Tiên Chung quận chúa mà gả cho. Ông thường căm nổi nhà Lê mất quyền bính, khẳng khái, có chí thu lấy quyền cường. Khi làm thế tử, Trịnh Sâm vốn ghen ghét vì ông tài giỏi. Một hôm ông và Trịnh Sâm ở cùng trong phủ chúa. Chúa Trịnh ban ăn và bảo cùng ngồi. Song bà phi của Trịnh Doanh gạt đi mà nói rằng: "Đối với thái tử, thế tử còn có cái phận vua tôi, há nên ngồi cùng." Rồi sai dọn riêng làm hai mâm. Trịnh Sâm sầm mặt lại đi ra, nói với người ta rằng: "Trong hai chúng tôi phải một sống một thác, chỉ quyết không thể cùng đứng với nhau được." Kịp khi nối ngôi, Sâm cùng bọn quản quan là Hoàng Vũ Phúc và Phạm Quy Đỉnh ngầm mưu phế thái tử, nhưng chưa có cớ để nói. Sâm bấy giờ mới du thái tử tư thông với nàng hầu trong phủ Trịnh Doanh, rồi đem tội trạng ấy tâu với Lê Đế xin bắt hạ ngục. Thái tử biết nạn đã xảy đến, bèn vào ở tại nơi tẩm điệm của vua Lê. Quy Đỉnh xông vào nơi Đông Cung trước, tìm khắp không thấy, bèn vào thẳng trong điện, kể tội trạng của thái tử và nói: "Nghe thái tử ẩn ở tẩm điện của bệ hạ, vậy xin bệ hạ hãy bắt giao cho thần." Vua Lê ôm lấy thái tử hồi lâu không nỡ rời ra. Quy Đỉnh quỳ dài ở sân rồng, tự liệu không thoát. Thái tử khóc lại vua Lê,
rồi rảo bước đi ra chịu trói để điều về phủ Trịnh. Quy định bảo thái tử từ bỏ mũ đợi chịu tội. Thái tử không nghe, nói: "Phế Lập, thí nghịch là việc nhà ngươi quen làm, ta có tội tình gì? Đã có sử sanh nghìn thu soi xét." Sâm giả mạo mạng lệnh vua Lê, phế thái tử làm dân thường, giam vào ngục thất. Theo khâm định diệt sử thông giám cương mục, quyển 43, tờ 23-24. Và sau cuộc đảo chính, tháng 10 năm Nhâm Dần 1782 của quân Tam Phủ, Hà Trung Thiệu Hóa và Tỉnh Gia, cái ngai chúa của nhà Trịnh từ đó càng thêm lung lay. Hơn nữa, từ khi Đoan Nam Vương Trịnh Khải 1782-1786 giết hại con em quận Huy Hoàng Đình Bảo, một tay quyền thần đã từng gian díu với Đặng Thị Huệ, mẹ Trịnh Cán, mầm loạn đã ngầm ẩn trong tòa Vương phủ lộng lẫy nguy nga. Phải, thực lực bên Trịnh bấy giờ rỗng tuếch, tướng tá lười biếng, sợ trận mạc. Quân lính từ hồi lộng quyền Phế Lập đến nay ngày một kiêu căng càng rỡ, lồng lộn như ngựa bất kham, không chịu cương khớp. Dân chúng sống dưới chế độ phiền hà, chính sự nhũng diễu đã dám phê bình các nhà cầm quyền bằng giọng hài hước nhưng kín đáo, giấu giếm trong lời đồng dao. Trăm quan có mắt như mờ, để chứng thực cái trạng thái mục nát của xã hội Bắc Hà thời ấy. Xin mời các bạn hãy đọc thêm đoạn này của ông Tùng Niên trong Tang Thương Ngẫu Lục, truyện Bùi Công Huy Bích. Năm Nhâm Dần 1782, đời Cảnh Hưng 1740-1786, Điện Đô Vương Trịnh Cán lên cầm quyền trong tuổi thơ ấu, gần xa điều nao nao. Ngày 25 tháng 10 Nhâm Dần 1782, binh Tam Phủ làm loạn, ủng hộ Trịnh Tông, tức Khải, con cả của Cố Vương Trịnh Sâm, ấy là Đoan Nam Vương. Bây giờ kẻ dưới thì lăn loàn, người trên thì suy đốn, rường mối triều đình ngày một sa sút hư hỏng. Ông Bùi Huy Bích lo âu về nỗi ấy, thường thường than thở trong khi đứng ở triều đình. Ông từng làm bài văn khóc ông Hồ Sĩ Đống chức quyền phủ, có câu rằng: "Trên chốn triều đình, việc chính trị không ra sao, lại thêm nổi nào nước lục, nào hoàng trùng." Xem đó đủ biết cục diện bên Trịnh bấy giờ đã dần dần đi đến hố diệt vong. Trong Nam Hà, một danh từ hồi đó đối với Bắc Hà mà nói, dùng Thuận Quảng sống dưới trị quyền chúa Nguyễn từ năm 1558, bấy giờ cũng khạc khừ kêu rên trên giường bệnh. Chúa Định Dương 1765-1778 mới 12 tuổi, đều cái bia đỡ lên ngôi, chính quyền nắm cả trong tay Trương Phúc Loan. Phúc Loan, một con mọt dân, khoác áo quốc phó, làm giàu bằng nghề bán quan buôn ngục, xây biệt thự Phấn Dương trên đống mồ hôi, nước mắt và máu thịt của nhân dân. Loan dùng nó làm nơi chứa của. Sau trận nước lục, Loan sợ của mục nên phải sai phơi vàng dưới ánh nắng tưng bừng trên sân biệt thự. Vàng đỏ lấp lánh dần ánh dương, làm quán cả mắt thèm thuồng những tôi tớ của hắn. Ấy là chưa kể các động sản khác như trâu, ngựa, châu ngọc, gấm dốc và tất cả bất động sản như nhà cửa, ruộng vườn. Dân đã khổ lại càng thêm khổ, khó cầm hơi nổi trước cơn mất mùa đói kém. Bức tranh đau khổ treo khắp nhân gian, những thân hình đối rạc kheo khư do nét bút thần hung niên đã phát vẽ, trưng bày trên cái biệt thự huy hoàng lộng lẫy ở làng Phấn Dương, thật là một cảnh mâu thuẫn mỉa mai. Phần khổ vì chính sự bất lương, phần cơ cực vì ma đói ám ảnh, dân chúng ngắt ngoải dưới bàn tay sắt của Trương Phúc Loan, biết tìm đâu lấy chút sinh thú. Sống không hy vọng, lòng họ lạnh như băng, tan nát như cám, ngấm ngầm ôm mối tư loạn. Nói tóm lại, ngoài Bắc trong Nam, vào khoảng mấy năm cuối đời Lê Hiển Tông 1740-1786, đương lụng bụng đau đắng như mắc cái ung độc, tức phải chích ra cho dở mới mong lành mạnh được.
Thần chiến tranh đứng rình trước thời cục nghiêm trọng. Thùng thuốc súng chỉ chực tàn lửa rớt xuống tức thì nổ tung. Dưới một mái nhà bình dân trại Tây Sơn, thành Quy Nhơn, nay là Bình Định, năm Quý Dậu 1752. Cậu bé Nguyễn Huệ ra đời rồi lớn lên trong cảnh khổ sở nheo nhóc như trăm nghìn dân quê khác. Thật không ai biết trước bằng cậu bé ấy sẽ có những thủ đoạn phi thường, tương lai oanh liệt, sẽ là một trang anh hùng dân tộc, lật đổ nhà Nguyễn, tiêu diệt nhà Trịnh, đánh bại Mãn Thanh, thống nhất cả Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 18. Trước cửa nhà Nguyễn Huệ, róc rách một con suối ấm đêm ngày kêu. Tiếng kêu có lúc ai oán như giọng hậm hực bất bình của lũ dân đen bấy giờ, đương bị nghẹn ngào đè nén, nhưng có lúc hùng tráng, hăng hái như tiếng kèn của toán nhạc binh thúc giục người ta phải tranh lấy quyền sống còn. Là con Nguyễn Phi Phúc, có thuyết cho rằng tổ tiên Nguyễn Huệ vốn họ Hồ, nên có sách chép là Hồ Phi Phúc và bà Nguyễn Thị Đồng. Nguyễn Huệ tóc quăn, da sần, tiếng nói sang sảng như tiếng chuông, cặp mắt hùng thư mà sáng như chớp, có thể thấy rõ mọi vật trong đêm tối. Về gốc tích nhà Tây Sơn, có nhiều thuyết khác nhau. Theo Lê Kỷ là một cuốn giả sử, thì anh em nhà Tây Sơn bấy giờ đương ở trong hàng ngũ quân dân dưới triều Nguyễn Định Dương, thấy Trương Phúc Loan hại nước tàn dân, bèn lui về nơi Thảo Giả khởi nghĩa, mưu diệt đánh đổ Phúc Loan tên quốc tặc. Theo Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện sơ tập, thì tổ tiên Nguyễn Huệ vốn là người huyện Hưng Nguyên, trấn Nghệ An, khoảng niên hiệu Thịnh Đức 1653-1657. Nhà Lê chung số phận với đám dân chiến bại ở bảy huyện xứ Nghệ sau một trận Nguyễn Trịnh giao tranh. Tổ bốn đời của Nguyễn Huệ bị bên chú Nguyễn bắt đi an sáp ở Tây Sơn Nhất, huyện Quy Ninh thuộc tỉnh Quy Nhơn để khai khẩn đất quan ruộng cỏ. Khi ông tổ bốn đời ấy mới bị đi vào ở Quy Nhơn thì ở tại ấp Tây Sơn Nhất thuộc huyện Quy Ninh, đến đời cha là Nguyễn Phi Phúc mới dời đến ở ấp Kiên Thành thuộc huyện Tuy Diễn. Theo Tây Sơn Liệt Truyện, sách viết của Trường Bát Cổ, thì tổ bốn đời của Nguyễn Huệ bị chú Nguyễn khoảng năm 1653-1657 đem vào phía Nam. Tây Sơn Lực Thuật, sách viết của Trường Bát Cổ cũng chép tổ tiên Nguyễn Huệ là người huyện Nghi Xuân, Nghệ An, năm 1672-1673, chú Nguyễn lấy được bảy huyện Nghệ An di dân vào Nam, tổ của Huệ cũng ở trong số di dân ấy. Trong gia đình đó, Nguyễn Huệ thường gọi là chú Thơm, em thứ ba dưới Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ, thụ nghiệp giáo hiến. Anh em nhà Nguyễn Huệ từ trẻ dắt nhau cùng đi học, được giáo hiến ngó bằng cặp mắt riêng. Giáo hiến là một môn khách nhà Trương Văn Hạnh, ngoại hữu dưới triều Định Dương 1765-1788. Vì sợ vạ lây sau khi Hạnh bị Phúc Loan giết chết, hiến phải trốn vào Quy Nhơn mở trường ở ấp Yên Thái, dạy cả văn lẫn võ. Thấy Nguyễn Huệ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, can đảm, mắt như chớp sáng, tiếng như chuông vang, hiến biết ngay là một thanh niên lỗi lạc, có một tương lai phi thường. Hàng ngày chắc Huệ cũng được nghe những lời giáo hiến thúc giục Nguyễn Nhạc bằng câu sấm: Tây khởi nghĩa, Bắc thu công. Rồi hiến lại nói sắc sạc: Anh là người Tây Sơn, hãy cố lên đi. Không hay những lời giáo hiến kích thích Nguyễn Nhạc đó có làm rung động trái tim Nguyễn Huệ hay không, nhưng một cớ hiển nhiên
khiến Huệ từ trại Tây Sơn phất cờ khởi nghĩa chính là tiếng gọi của thời thế. Thời thế tạo anh hùng. Phải, ta thấy cái động cơ này đã đẩy Nguyễn Huệ lên vũ đài chính trị. Vả bây giờ thần nịnh, chúa hôn, gương bình trị lòng trên ác muốn, lại gặp hội binh kiêu dân oán, sửa kỷ cương tài cả phải ra. Những hoài bão muốn cứu sinh linh ấy lại tỏ rõ trong bức thư sính La Sơn Phu Tử đề ngày mùng 10 tháng 8 năm Thái Đức thứ 10 1787, khi Nguyễn Huệ làm đại nguyên soái tổng quốc chính Bình Dương. Thiên hạ loạn thế này, nhân dân lầm than thế này, vậy mà thầy cứ nằm cao không dùng vậy thì đối với thiên hạ nhân dân như thế nào? Đối với xã hội hồi đó, việc vũ trang bạo động của Nguyễn Huệ về cận nhân chính làm đại biểu cho cuộc phản kháng ngấm ngầm của chế độ bất lương đang sôi nổi trong đáy lòng của dân chúng. Về viễn nhân, nó lại làm đại biểu cho khuynh hướng phản đối cuộc nội tranh kéo dài từ năm 1627 đến năm 1672, và mãi về sau còn rớt lại những khí âm ỉ gườm ghè hằn học, cuốn bao nhiêu máu thịt vào dòng khói lửa để làm vững cái ngai chúa trong hai nhà Trịnh và Nguyễn. Khi dân chúng cần nhà Tây Sơn để thực hành cho họ cái tinh thần mạnh mẽ để nguyện vọng thiết tha thì họ ủng hộ ngay lúc ông nhảy lên nắm quyền bính đem binh ra Bắc Hà. Nhưng về sau thấy Quan Toản 1793-1802 tỏ ra bất lực, không làm cho đời sống họ được thay đổi sáng sủa, họ liền lìa bỏ, nên triều đại Tây Sơn 1788-1802 phải sụp đổ. Vậy có thể nói Quan Trung chỉ là con đẻ của thời đại, cuộc quật khởi của nhà Tây Sơn chỉ là đại biểu cho khuynh hướng của phái nông dân bấy giờ. Năm Tân Mão 1771, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 32 đời vua Lê Hiển Tông, tức năm thứ 6 đời chúa Nguyễn Duệ Tông Định Vương. Một năm tối quan trọng, ghi bằng chữ máu trên trang sử Nam Bắc phân tranh. Từ một anh tuần biện lại ở Vân Đồn, Nguyễn Nhạc được hai em Huệ và Lữ đứng bên nâng đỡ trong 7 năm trường, nhảy một bước lên chiếc ngai Thái Đức Hoàng Đế 1778, một cái phi thường trong số các nha lại xưa nay. Làm tuần biện lại, Nhạc đóng vai thu thuế trong một đồn để xung vào công khố. Nhưng vụ thuế năm Tân Mão 1771 đó thu được bao nhiêu, Nhạc nướng vào cuộc đỏ đen hết sạch. Dưới quyền đốc Trưng Đằng, Nhạc còn bị thúc bách đổ thuế, sau bị truy tố và lùng bắt riết. Túng quá phải tính, Nhạc xoay qua chiến lược, chẳng những không phải đền, không phải tội, mà lại phất to là đằng khác. Thế rồi trên nóc trại ở Thượng Đạo ấp Tây Sơn bỗng phất phới bay lá cờ khởi nghĩa. Thì ra Nguyễn Nhạc quăng lại đằng sau cái chức lại quèn, ngầm kéo hai anh em vào núi dựng trại lập đồn xưng hùng với oai rừng thẳm. Thế là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ đặt được viên đá đầu tiên để dần dần xây thành lâu đài triều đại Tây Sơn từ đó. Núp dưới bóng cờ Tây Sơn, bọn dông mạng có, tụi mường máng cũng có. Thủ hạ Tây Sơn bấy giờ đã lên đến con số đáng kể, vài nghìn người. Sẵn quân gia khí giới, Tây Sơn cứ việc tung hoành. Các nhà giàu hồi đó, trong những đêm trường rùng rợn, sống trước cảnh hồi hộp âm thầm. Mỗi lần có tiếng trống ngũ liên là một lần nhà giàu mất cướp. Nhưng trong số mất cướp đó toàn là những nhà giàu cay nghiệt, ăn kết quả của nước mắt mồ hôi kẻ khó,
xây cơ nghiệp trên nền bất nhân. Sau bất cứ một đám cướp nào ở vùng đó, người ta cũng thì thầm: lại quân gia Tây Sơn. Quả như thế, cứ mỗi lần làm tiền, anh em Tây Sơn lại được những tiếng ca tụng ra từ miệng của dân nghèo sống với phạm vi thế lực của họ. Người ta khen vì được phân phát cho tiền của, người ta cảm phục vì thấy đó là một động tác có tính cách nghĩa hiệp. Tài chính là vấn đề cần nhất trong việc chiến tranh. Làm tiền bằng cách cướp bóc tuy có hiệu quả trước mắt, nhưng trong trại Tây Sơn bấy giờ vẫn không đánh thăng bằng được số chi thu. Thành thử họ lại phải gõ mạnh vào những cửa lòng khinh tài trọng nghĩa. Huyền Khê, một tay giàu lớn ở hạt Quy Nhơn bấy giờ, đáp ngay tiếng gọi của Tây Sơn, ngấm ngầm giúp họ về mặt tài chính. Nhờ có bầu sữa của Huyền Khê, Tây Sơn cứ hăng hái xông pha trên đường tiến thủ, mộ lính, sắm khí giới nhằm theo cái đích lật đổ Trương Phúc Loan. Đồ Đảng ngày thêm nhiều, lại được thổ hào Nguyễn Thông giúp sức. Thành thế Tây Sơn ngày càng lâu càng mạnh mẽ, kéo đánh các ấp xung quanh, đến đâu được đó. Như ngọn lửa càng bốc to thì càng cháy dữ, lại gặp luồng gió thuận tiện thổi thêm. Tây Sơn mặc sức bén ngang lém dọc, không còn sợ cường quyền của quan địa phương. Anh em Tây Sơn thấy gian thần Trương Phúc Loan đang đóng vai tần cối trên sân khấu chính trị, biết rằng cơ hội đến rồi, quyết gãi ngay vào chỗ ngứa của dân chúng. Một mặt kể tội Trương Phúc Loan nào buôn tước bán quan, thay đen đổi trắng trong việc hình ngục, nào hút dầu mỡ của dân để nuôi béo cửa nhà. Một mặt định đón lập Hoàng Tôn Dương để gây cảm tình với Lê Thứ. Làm theo phương lược đã định, Tây Sơn truyền hịch đi khắp mọi nơi, tuyên bố cái cớ phải đánh đổ Trương Phúc Loan và tỏ diệt đón lập chúa mới Hoàng Tôn Dương. Thế là Giang Sơn chúa Nguyễn bấy giờ bỗng chia hai phe: phe quốc phố Trương Phúc Loan đội cái bia bằng chúa Định Dương, phe Tây Sơn đeo cái chiêu bài bằng Hoàng Tôn Dương, khiến dân dân không còn biết phe nào là triều, phe nào là giặc. Người ta phải dùng mấy tiếng sau này để phân biệt của hai phe, đó là: một là quân quốc phó, một là quân Hoàng Tôn Tây Sơn. Cho nên tục ngữ bấy giờ có câu: quân triều quân quốc phó, quân ó quân Hoàng Tôn. Gió heo mây giao giạt lướt qua những đọt cỏ tranh tiêu điều, một vài chiếc lá chảo đã lớm đớm vàng úa. Cảnh vật năm Quý Tỵ 1773 bấy giờ đã đượm màu thu. Sẵn cái đà bước đầu thắng lợi, Tây Sơn đem quân tiến đánh, chiếm lấy ấp Kiên Thành, tức là hạ đạo ấp Tây Sơn. Phạm vi thống trị đã hơi mở rộng, họ tính ngay đến việc sắp đặt các cơ quan hành chính. Nguyễn Nhạc làm chúa trại nhất, quản trị hai huyện Phù Ly và Bồng Sơn. Nguyễn Thung chúa trại nhì, coi quản huyện Tuy Viễn. Huyền Khê đóng vai chúa trại ba, cung cấp lương thực. Họ cũng không quên gây lấy dây cánh bên trong và liên lạc lực lượng với nước ngoài, chiêu dụ những tay lục lâm như Nhân Huy và Tứ Linh ở An Tự Nguyên thuộc huyện Tuy Viễn. Họ lại bí mật ước hẹn với nữ chúa Chim Thành đem quân ập sang, đóng trại ở Thạch Thành làm thế ỷ dốc. Thế là Tây Sơn xây dựng được địa vị và thế lực kể từ đó. Cách hành động của họ như thế rất có phương pháp, song công việc sắp đặt và mưu mô bày vẽ trong lúc này là do óc ai nghĩ ra? Nguyễn Nhạc. Nhạc là tay cơ trí mà lại đóng vai chủ động trong bước khởi đầu, nên chia những việc đó
đều ra từ cơ mưu của chú Tuần Biện Lại. Còn Nguyễn Huệ hồi đó hãy còn là phụ động, chắc phải ở dưới quyền sai phái của anh. Nhưng con người trí dũng có thừa kia tất phải là một cánh tay mặt của Nguyễn Nhạc. Tây Sơn bấy giờ đã có một lực lượng mạnh mẽ, trông về tương lai họ có vẻ lạc quan vô cùng. Lại được Nguyễn Huệ là tay thiện chiến, Nguyễn Nhạc là người cơ mưu, nên họ có thể làm được sự nghiệp lớn lao bằng hai bàn tay trắng. Với cái tướng tài và cơ trí đó, Tây Sơn, Hạ Phủ Lỵ, Quy Nhơn chỉ nội trong một đêm. Tại sao họ làm được nhanh chóng đến như vậy? Nguyên bấy giờ Phủ Lỵ Quy Nhơn đương thuộc dưới quyền quản trị của Nguyễn Khắc Tuyên, tuần phủ bên Nguyễn. Chắc Tuyên là người vô tài kém trí, nên bị Tây Sơn đạp đổ cái ghế tuần phủ dễ dàng như trở bàn tay. Bữa đó sau một cuộc mật bàn cử sự, Nguyễn Nhạc cất đặt mọi việc cho quân gia với một mệnh lệnh nghiêm minh, rồi tự vào ngồi trong củi. Nhạc sai thủ hạ mặc bộ đồ lù khù, nhưng trong ngầm giấu mỗi người một thanh đoản đao, khệ nệ khiêng ông tướng Trá Hàn lên Phủ Lỵ. Những tiếng luân báo truyền từ miệng người nọ đến người kia, rồi lọt đến cửa tai tuần phủ Hồ Nguyễn. Bắt sống được Biện Nhạc rồi, đem nộp quan tuần để mà lãnh thưởng. Cửa thành mở, trước bộ dạng bệ vệ và dưới cặp mắt khinh khỉnh của Khắc Tuyên, Nguyễn Nhạc bấy giờ như con cọp lâu năm bị nhốt trong chuồng sắt, đã làm cho người ta có thể đọc lầm những nét ngoan ngoãn hiền lành phủ trên khuôn mặt giả dối tâm ngẫm. Thế là không phải khó nhọc, Nhạc đã vào lọt trong thành với mấy tên đồ đảng. Màn tối từ từ buông phủ, cảnh vật thành Quy Nhơn dần dần chìm đắm trong cơn khuya khoắt rợn rùng. Dịp mây đã đến, phá phăng củi, Nhạc nhảy phắt ra, mở toang cửa thành, đón cái tương lai rần rần rộ rộ đến. Nghe rõ tiếng pháo hiệu do Nhạc từ trong thành báo ra, một cánh quân Tây Sơn do Nguyễn Thung cầm đầu ở ngoài ập vào, đốt dinh trại, giết tướng sĩ, làm cho cả thành tan chở vì một trận đánh không ngờ. Trong cơn hoảng sợ, Khắc Tuyên không kịp đóng ngựa, vội vã nheo nhóc chạy trốn, bỏ lại đằng sau cho Tây Sơn một thành trì mà mình có nghĩa vụ phải sống chết với nó. Nhân dịp đắc thắng đó, Nhạc kéo quân đánh dốc đến Càn Dương và Đạm Thủy. Hai nơi này đều thuộc thành Quy Nhơn. Đốc Trưng Đằng và Khâm Sai Lượng theo gót Khắc Tuyên cũng tháo chạy. Một mặt tịch thu hết kho tàng thóc lúa ở Càn Dương và Đạm Thủy, một mặt Nhạc đuổi theo giết chết cả Lượng lẫn Đằng, vì thù viên Đốc Trưng Đằng này đã làm khó dễ với mình trong cơn thiếu thuế độ nọ. Nhạc tru di cả nhà họ Đằng. Lá cờ Tây Sơn từ đó đàng hoàng phất phới trên thành Quy Nhơn. Năm đồn trung, tiền, hậu, tả, hữu dưới tay chỉ huy của Nhạc, Đằng văn nghiêm mật đóng từ thành ấy đến tận địa phận Quảng Nam 1773. Thành Quy Nhơn thất thủ, một tin sét đánh đã đến tai Trương Phúc Loan. Nhưng Loan vẫn mơ màng những chuyện làm giàu bằng cách bán quan buôn ngục. Phần 1 được tạm dừng tại đây. Xin mời quý khán giả hãy đón xem vào lúc 19 giờ tối đêm mai. Xin cảm ơn.